Cô giáo Mi Nhon chào mừng các bạn và các em đến với bài học mới. Bài 13. Thực hiện pháp luật. Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai nội dung. Một là khái niệm thực hiện pháp luật và hai là các hình thức thực hiện pháp luật. Một nhỏ, khái niệm thực hiện pháp luật. Em hãy quan sát tranh trong sách giáo khoa trang 83 để trả lời câu hỏi. Em hãy nhận xét việc làm của các nhân vật trong tranh. Đó có phải là nghĩa vụ của họ không? Vì sao? Trả lời. Nhìn vào bức tranh chúng ta thấy các nhân vật trong tranh đang dọn vệ sinh trên bãi biển nhằm góp phần bảo vệ môi trường biển. Đây là việc làm đúng, thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường của công dân mà pháp luật đã quy định trong Hiến pháp và Luật Bảo vệ môi trường. Từ đó chúng ta rút ra kết luận thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Chúng ta tìm hiểu sang phần 2, các hình thức thực hiện pháp luật. Có 4 hình thức thực hiện pháp luật. Hình thức thứ nhất là sử dụng pháp luật. Chúng ta hiểu là công dân sử dụng các quyền của mình. Hình thức thứ hai là thi hành pháp luật. Chúng ta hiểu đó là công dân thực hiện nghĩa vụ của mình. Và hình thức thứ ba là tuân thủ pháp luật, là công dân không làm những điều mà pháp luật cấm. Và hình thức thứ tư là áp dụng pháp luật, có nghĩa là các cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Để hiểu rõ hơn các hình thức thực hiện pháp luật, các em sẽ đi tìm hiểu chi tiết. A nhỏ, sử dụng pháp luật. Em hãy quan sát bức tranh trong sách giáo khoa trang 85 và trả lời câu hỏi. Trong bức tranh trên, người phụ nữ đã sử dụng pháp luật như thế nào để thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình? Trả lời, để sử dụng quyền tự do kinh doanh, người phụ nữ trong bức tranh đã đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Các em tiếp tục đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 85 để trả lời câu hỏi. Thông tin, ông T khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vì đã ra quyết định thu hồi đất của gia đình ông trái pháp luật khi chưa thống nhất về giá đền bù thiệt hại. Câu hỏi là ông T đã sử dụng quyền gì theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình? Trả lời, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình, ông T đã sử dụng quyền khiếu nại. Như vậy, sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật. Trong đó, các chủ thể thực hiện các quyền và tự do pháp lý của mình theo quy định của pháp luật, nghĩa là làm những việc mà pháp luật cho phép làm. Điểm cần lưu ý khi sử dụng pháp luật là các chủ thể khi sử dụng quyền của mình phải tuân theo quy định của pháp luật. Ví dụ, công dân có quyền kết hôn, nhưng khi thực hiện quyền kết hôn thì công dân phải tuân thủ các điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần B, thi hành pháp luật. Em hãy đọc thông tin và quan sát tranh trong sách giáo khoa trang 84-85 để trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Các thanh niên trong tranh đã làm gì để thi hành luật nghĩa vụ quân sự? Câu hỏi 2. Vì sao cơ sở sản xuất kinh doanh ca được chính quyền địa phương khen thưởng? Trả lời câu hỏi 1. Trong tranh là hình ảnh các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trả lời câu hỏi 2. Cơ sở kinh doanh ca được chính quyền địa phương khen thưởng do đã chủ động xây dựng hệ thống thu gom xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh. Từ đó chúng ta rút ra kết luận thi hành pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật chủ động thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà pháp luật quy định phải làm. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần C, tuân thủ pháp luật. Em hãy đọc thông tin, trường hợp và quan sát tranh trong sách giáo khoa trang 84 để trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Khi tham gia giao thông đường bộ, mọi người phải chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. Việc các cá nhân tự giác dừng lại đúng vạch, không vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ, đi đúng làn đường vân vân là biểu hiện của việc thực hiện nghiêm pháp luật giao thông đường bộ. Thông tin 2. Đỗ vào lớp 10, Hát được bố hứa mua cho xe máy để đi học. Hát rất vui vì đây là điều mơ ước từ lâu. Đến cửa hàng bán xe, Hát chọn luôn chiếc xe máy màu mận chín mình thích, nhưng bố Hát từ chối và nói đây là xe 100 phân khối. Theo quy định của pháp luật, ở tuổi các con chỉ được sử dụng xe dưới 50 phân khối. Bố con mình sang cửa hàng bên có loại xe phù hợp với lứa tuổi của con. Dù rất thích chiếc xe máy đó, nhưng Hát đã nghe theo lời khuyên của bố. Câu hỏi, Theo em, những người tham gia giao thông đã làm gì để tuân thủ luật giao thông đường bộ? Trả lời: khi tham gia giao thông đường bộ, mọi người đã chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Câu hỏi 2: vì sao dù rất thích chiếc xe đã chọn nhưng Hát lại đồng ý với ý kiến của bố? Trả lời: vì theo quy định của pháp luật, ở tuổi Hát chỉ được sử dụng xe dưới 50 phân khối. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật. Trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không thực hiện các hành vi mà pháp luật cấm. Như vậy, sử dụng pháp luật là quyền công dân được làm, còn thi hành pháp luật là nghĩa vụ công dân phải làm, còn tuân thủ pháp luật là công dân kiềm chế không làm những điều mà pháp luật cấm. Các em tìm hiểu tiếp sang phần D, áp dụng pháp luật. Em hãy đọc thông tin, tình huống và quan sát tranh trong sách giáo khoa trang 86 để trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Trong quá trình xét xử, tòa án có thẩm quyền ban hành quyết định nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các cá nhân, tổ chức hoặc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật. Câu hỏi: theo em, căn cứ nào để hội đồng xét xử tuyên một bản án? Trả lời: hội đồng xét xử căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao là xét xử và ra các quyết định. Thông tin 2. Cảnh sát giao thông xử phạt người điều khiển xe mô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Câu hỏi: việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích gì? Căn cứ nào để họ thực hiện nhiệm vụ đó? Trả lời: việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích buộc người có hành vi vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm của mình, đồng thời nhắc nhở, giáo dục những người khác phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Căn cứ để cảnh sát giao thông xử phạt là quy định của pháp luật về hành vi vi phạm và mức xử phạt và nhiệm vụ của cảnh sát giao thông. Câu hỏi 3. Theo em, chủ thể nào có quyền áp dụng pháp luật? Trả lời: chỉ cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền và những tổ chức, cá nhân được nhà nước trao quyền mới được áp dụng pháp luật. Đây là những chủ thể đặc biệt trong thực hiện pháp luật. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, áp dụng pháp luật là cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung lý thuyết của bài 13, thực hiện pháp luật. Tiếp sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm phần luyện tập trong sách giáo khoa trang 86-87. Bài 1. Em hãy cho biết chủ thể nào trong trường hợp sau thực hiện đúng hay thực hiện không đúng pháp luật. Vì sao? Trường hợp A. Thanh tra thuế thực hiện đúng pháp luật, ra quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp X vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trả lời: thanh tra thuế đã thực hiện pháp luật thông qua hình thức áp dụng pháp luật. Doanh nghiệp X không chủ động thi hành nghĩa vụ nộp thuế đúng hạn, không thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp B. Ông B khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện A áp dụng đối với gia đình mình. Trả lời: trường hợp này ông B đúng. Ông B đã chủ động sử dụng quyền khiếu nại của công dân. Trường hợp C. Anh D mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng có tên trong đăng ký kinh doanh. Trả lời: trường hợp này anh D đúng. Anh D đã sử dụng quyền kinh doanh của công dân đúng quy định của pháp luật. Trường hợp D. Người sử dụng lao động đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trước thời hạn mà không có lý do cụ thể. Trả lời: trường hợp này người sử dụng lao động sai khi đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trước thời hạn mà không có lý do cụ thể. Bài 2. Em hãy cho biết chủ thể nào tự giác, chưa tự giác thực hiện pháp luật trong các trường hợp sau. Trường hợp A. Khi 17 tuổi, A chủ động đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự ngay đợt đầu và sẵn sàng nhập ngũ khi có giấy thông báo gọi nhập ngũ. Trả lời: A đã tự giác chủ động thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp B. Gia đình T kinh doanh cửa hàng tạp hóa và luôn chủ động nộp thuế đúng kỳ hạn. Trả lời: gia đình T chủ động thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp C. Công ty kinh doanh nông sản do anh H làm giám đốc thường xuyên bị nhắc nhở việc chậm nộp thuế. Trả lời: công ty kinh doanh nông sản do anh H làm giám đốc chưa chủ động tự giác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp D. K báo cho cơ quan chức năng biết về việc người hàng xóm thường xuyên tổ chức đánh bạc ăn tiền tại nhà riêng. Trả lời: K chủ động tố giác tội phạm với cơ quan chức năng, góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, giữ trật tự an ninh. Bài 3. Em hãy chỉ ra hình thức thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong những thông tin sau. A. Chị T khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường vì không cấp giấy khai sinh cho con chị với lý do chị là mẹ đơn thân. Trả lời, chị T đã sử dụng pháp luật. Thông tin B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận N ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất công của anh D. Trả lời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận N đã áp dụng pháp luật. Thông tin C. Công ty của anh P chủ động thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh. Trả lời, công ty của anh P đã chủ động thi hành pháp luật. Thông tin D. H từ chối sử dụng ma túy khi bạn bè rủ rê. Trả lời, H đã tuân thủ pháp luật. Bài 4. Em hãy thảo luận cùng các bạn để làm rõ điểm khác nhau về mặt chủ thể khi thực hiện pháp luật theo các hình thức tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. Trả lời, về chủ thể thực hiện, tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật đều là các cá nhân tổ chức. Riêng áp dụng pháp luật là cá nhân tổ chức có thẩm quyền hoặc được trao quyền. Về yêu cầu đối với chủ thể thì tuân thủ pháp luật là bắt buộc phải thực hiện. Thi hành pháp luật bắt buộc phải thực hiện trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Sử dụng pháp luật là tự do ý chí, nghĩa là công dân có thể thực hiện quyền của mình hoặc không thực hiện quyền đó. Còn áp dụng pháp luật là theo quy định của pháp luật. Về biện pháp xử lý nếu chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì tuân thủ pháp luật và thi hành pháp luật là theo quy định của pháp luật trên cơ sở hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra. Còn sử dụng pháp luật thì không bị xử lý. Còn áp dụng pháp luật là theo quy định pháp luật trên cơ sở hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra. Bài 5. Em sẽ làm gì nếu gặp các tình huống sau? A. Khi tham quan khu di tích lịch sử, một bạn trong lớp đề xuất cả nhóm sẽ khắc tên mình lên phiến đá ở cổng khu di tích để lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Trả lời, em sẽ khuyên bạn không nên khắc tên lên phiến đá vì làm như vậy sẽ mất mỹ quan khu di tích, hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại khu di tích lịch sử, vi phạm vào luật di sản văn hóa. Tình huống B. Trên đường đi học về, em gặp một nhóm học sinh đang đua xe máy trên đường, trong đó có một người là bạn của em. Trả lời, em sẽ khuyên bạn không nên tham gia đua xe vì đây là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho bản thân và cho người tham gia giao thông. Tình huống C. Đang trên xe buýt, em phát hiện một thanh niên đang lấy trộm điện thoại của một phụ nữ trên xe buýt. Trong tình huống này, em cần phải khéo léo, quan sát xem thanh niên có vũ khí hay không để tùy cơ ứng biến. Có thể kín đáo báo cho người bị hại hoặc những người trên xe biết để cùng em ngăn chặn hành vi trộm cắp. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô giáo Mi Nhon cảm ơn quý vị khán giả và các em học sinh đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em ở những bài học sau.